Lại nhắc đến cái vụ anh Vanh Lét bị đi, cái Vanh Lét mà anh Vanh Lét đi 2 năm ẩn cư ấy, lắm ông cứ đồn cứ bảo là ông ấy đi tù, ông ấy đi nghĩa vụ quân sự mà đâu có phải đâu. Không có phải nha, cái này là tôi chia sẻ một cái bí mật này này. Đây là một cái bí mật nha. Bởi vì là bây giờ anh Vanh Lét anh ấy comeback trở lại rồi nên mình mới chia sẻ, bởi vì cái bí mật này thì mình biết từ rất là lâu rồi. Đó là anh Vanh Lét anh ở nhà, anh đâu có đi đâu á. Không có đi đâu hết á. Thật sự luôn. 2 năm vừa rồi nha, là tôi biết cái vụ đấy từ rất là lâu rồi, tôi biết từ rất là lâu rồi, tôi biết là ông Vanh ông ấy ở nhà mà trên mạng nó toàn đồn, nó bảo ông đi nghĩa vụ quân sự và đi đi bộ đội này kia, không có phải đâu, đi lấy vợ lấy chồng không phải đâu, ông ở nhà. Cái này tôi hóng được một người quen và tôi có sự quen biết, thôi không chia sẻ nữa, nhưng mà nói chung là ông ở nhà. Thì bây giờ ông comeback rồi thì mình mới chia sẻ thôi. Em nghe đồn anh Vanh mới đi nghĩa vụ quân sự mà. Sao rồi? Đang đi tù mà anh ơi. Đã Ông đi hàng xóm tù. em thụ án chung mà. Em nghe nói mới đi lấy vợ, chắc chui vào trại nào to cạn gươm rồi. Đi nghĩa vụ quân sự rồi. Em tưởng là đi tù chứ. Đâu, người ta làm gì đi tù? Đi nghĩa vụ quân sự rồi anh. Sao lại mờ thế này? Tự nhiên lag này, mạng lag này các bạn. YouTube mấy hôm nay bắt đầu lag lag nha, nó cứ giật về này. Em nghe đồn là anh ấy đi nghĩa vụ quân sự. Thôi bạn có thể cho mình biết mảnh đất của tôi đang ở đâu không? Em có thể trả lời bằng phong cách hip hop được không? Em mình trả lời bằng cách hip hop được không? Đánh dấu sự trở lại sau 2 năm ấy. Quả MV chất lượng đấy các bạn. Một quả áo đỏ ấy, có chữ có cả YouTube này. Đoạn đầu hơi trầm ha. Em tỉnh rồi. Chị là bác sĩ của em. Em đã hôn mê suốt 2 năm trời rồi. Thời đại YouTube bây giờ. À vậy là hôn mê hơn 2 năm trời. Nếu không là lâu hết các trend đấy. YouTube 2 năm. Em không làm gì 2 năm rồi. Học viện YouTube. Đây là học viện YouTube. Em đã học tập và làm việc ở đây được 9 năm rồi. Ui tính ra là anh cái anh Vanh Lét này nhá, là đã làm YouTube được 9 năm thật đấy mọi người. 8 năm hay 9 năm á. Ở ngoài đời ấy là làm gần chục năm trong trong YouTube rồi đó. Lâu rồi ha. Hôm nay đã có rất nhiều các YouTuber đã phá đảo các kiểu. Gần tính ra ông làm gần bằng một 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 thập kỷ đúng không nhỉ? Một thập kỷ là 10 năm à? À đâu? Một thế kỷ là 100 năm đúng không? Thì một thập kỷ là 10 năm còn gì? Thế tính là ông làm được kinh gần một thập kỷ ở đấy. YouTuber gần một thập kỷ kinh nghiệm trong nghề đấy. Lâu nhỉ? Phải nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, nếu không là cây của em sẽ bị đóng băng để mất, hiểu chưa? Tại sao cả lớp làm mày tập về nhà đều được 1 triệu view mà riêng em lại được có 100k view? Thôi em cút về đi, đừng làm tốn chất xám của tôi người. Cút đi. Bài tập về nhà luôn. Ô, sao cái ông đéo là nhìn giống ông gì nhở? Cái ông gì mà bị hỏng chim à, hay là cái ông gì mà em của anh Khá Bảnh ấy? Đúng không? Quạc quạc cái thằng chó tóc cắt môi trong. Từ từ xin cảm nhận, nhưng mà đúng không nhỉ? Như một thằng đầu còi đông coi lẻ. Giống Trọng Dương đúng không? Giống Trọng Dương. Quạc 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 con cực hó nói thôi. Mày đọc hồ bố điện chi nhà mày luôn là ngay bố mày chờ. Chị bác sĩ nhìn anh nghĩ cầm dao chém lăn ra lên. Ừ không sao thì anh nghĩ làm con tên đấy em mà. Làm con tên. Rồi ai phải cắt tóc moi thôi. Cuối cùng ai cũng sẽ phải cắt đầu moi đấy, các bạn hiểu không? Và hôm nay chúng ta sẽ ấm cô cả anh em mới nhớ like và subscribe xem chia sẻ đến chị bác sĩ cứu em cứ ấm cho quen bôi mạnh vào hôm ơi. Mấy kênh content này cực kỳ
xem. Sống 24 giờ làm động vật nhiều sắp lắm em. Hoặc là em cưa tay, hoặc là em cưa chân. Ôi, em cứ làm lù lên em ơi, feel nhiều lắm. À, còn đây là... Thôi thôi chị ơi, không phải vắng. Một cười cái đoạn này mới đấy. Anh nhìn lên. Phải vắng đây là cục cứt. Anh không mà thế, tôi lại xuống cho mặt một cú. Bờ sông còn đen hay nhiều vì lúc lửa mây tranh nữa. Miếng xem ăn được không. Mùi hơi tanh nhưng nó cũng nhanh nên thì sẽ ngon. Lin. Đấy, lại quảng cáo Momo này. Cáo hơi cực kèo ấy. Rồi quảng cáo hơi cực kèo ấy. Nếu đất chơi đẹp thì làm content ngồi chơi game. Lương cũng chỉ khoảng từ 7 đến 8 triệu một tháng thôi. Không thích làm sợ cả khi ở hết cả YouTube luôn. Thì sang món ăn siêu tòa khổng lồ. Hoặc là không thì em làm phim đen và trắng. Còn thêm sáng tạo làm gì anh ơi mệt mỏi thôi rồi. Đây người ta gọi là react đấy. Cái mồm em đừng để luôn ấy. Làm ăn cắp không được đâu. Đâu em mệt em chỉ em toàn ăn cắp luôn. Thời đại này ăn cắp. Content lên kênh thì nhiều vô cùng. Em mua một kênh YouTube có sẵn subscribe được bật luôn. Không bao giờ anh ăn gậy. Không bao giờ bị report đâu. Nếu mua thì liên hệ em là anh có ngay. React đẹp vời dài. React đấy, gọi react đấy. Vụ rap này tôi kể với các ông về rồi đúng không? Tắt kiếm tiền và bị ăn gậy đấy. Mình tiếp tục làm con tóc người ra. Vẫn còn nhiều người đang đợi em đấy. Sáng tác bài hát mới thôi em. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Đấu tranh tư tưởng này, đang đấu tranh tư tưởng đấy. Đây là một người sáng tạo nội dung thì ai mà chẳng có suy nghĩ kiểu này này. Bị áp lực đấy. Đoạn này có vẻ hơi trùng nhỉ? Đoạn này có vẻ hơi trùng này, đoạn này trùng xuống và ý nghĩa này. Đoạn này có vẻ như là đang 2018. Quay trở lại không trong thời gian 2018 hình như là đang muốn gửi gắm một cái ý nghĩa gì đấy này. Trong đoạn này chắc chắn có một ý nghĩa gì đấy. Đấu tranh tư tưởng ấy. Cái này kiểu bạn đang đấu tranh tư tưởng ấy. Đây, vấn nạn mình gặp phải là ở YouTube này. Re-up rồi là nhiều thứ khiến cho Vanh Lét kiểu là bị áp lực ấy. Tôi nghĩ chắc là đây là câu trả lời này. Kiểu bị áp lực từ phía kiểu là cộng đồng này, cộng đồng mạng này, rồi các kênh YouTube mà người ta ăn cắp nội dung này. Đây này, ăn cắp nội dung của Bánh Lét này. Xong rồi kiểu áp lực ấy. Hay còn gọi là kiểu dạng ấy đấy. Áp lực xong rồi chán ấy. Không muốn làm ấy. Chắc đây là câu trả lời cho 2 năm vừa rồi. Tại sao anh vắng bóng ấy. Ăn. Đúng rồi. Có một đợt cứ bị đồn là Bánh Lét kiểu là ăn cắp nội dung ấy. Đạo nhạc ấy, cái thứ ấy. À, nút vàng giả nút vàng giả thôi. Đập thật thì hơi toang. Phải chờ một lúc lâu nữa thì Vanh nó mới dậy được. Phải chờ một lúc lâu nữa mới dậy được chứ. Có nó mình có sống được không? Có cách nào nhanh không? Bất tỉnh gần 2 năm rồi. Bất tỉnh 2 năm rồi, làm sao đây? Vứt mẹ à đi. Vứt mẹ nó đi. Không. Cứ để nó đấy, đến lúc sẽ cần nó. À,
tôi bắt đầu hiểu hiểu dần ra đấy các bạn. Không biết anh em có hiểu không, nhưng tôi hiểu hiểu dần ra ấy. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra tôi là ai rồi. Hay quá, vậy thì mình tiếp tục sáng tác thôi em trai. Nhưng chị là ai? Tại sao tôi phải nghe lời chị? Tao là đại diện của YouTube. Mày thử nghĩ xem thực sự mày cần gì. Có hiểu không? Có ông nào hiểu ra được tí nào không? Tôi cũng hiểu hiểu được chút chút rồi đấy. Cái ý nghĩa của cái thông điệp mà anh Vanh anh gửi tới này. Chín năm làm YouTube gần một thập kỷ luôn. Thập niên luôn, gần thập niên rồi đấy. Rap là gì á? Mình sẽ giới thiệu từ từ nhé, mình sẽ giải thích cho các bạn sau rồi nhá. Sau khi kết thúc cái video này đã nhá. Hết chưa? Còn à? Mà không có tiền thì làm clip kiểu gì nhỉ? Thì mua Việt Lót. Lại quảng cáo rồi. Mua Việt Lót ở mô. Ở mô mô, mua Việt Lót, tàu nhà đổi ô tô. Chúng thật không đây để còn lấy tiền làm clip. Thích 80 tỷ. Cái này đúng tưởng ông Vanh đấy. Ôi trời ơi. Vậy là ở đây có ghi rất rõ này. Đây là The Real Story of Vanh Lec. Tức là đây là một câu chuyện có thật đấy. Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của YouTuber Vanh Lec. Rồi, nói chung là một video rất hay. Không có gì để chê cả. Sau một sự comeback hoành tráng. 2 năm là một cái thời gian rất là dài để chờ đợi anh comeback trở lại. Tôi nghĩ là cái này không có gì để đáng để chê nữa rồi. Quá hay anh em. Quá hay anh em. Thật sự quá hay. Nó có ý nghĩa. Nhạc hay và có ý nghĩa. Đấy là MV vừa rồi. Còn những cái bạn hay có câu hỏi ấy. Cái cảm nhận của tôi nhá, là cái ý nghĩa ở đây ấy là các bạn hiểu không? Nói chung là một người nhá, các bạn làm một cái sản phẩm. Ví dụ như các bạn làm một cái sản phẩm, nó có đạt được cái thành quả 100 triệu view chẳng hạn. Các bạn sẽ bị một cái áp lực cực kỳ lớn, nó đè nặng lên đầu các bạn. Bởi vì sao? Đạt một cái MV, một cái sản phẩm 100 triệu view ấy, cái bản tính con người mình ấy là luôn luôn muốn vượt qua được chính cái thành quả, cái thành tựu mà mình đạt được, đúng không? Không ai muốn dừng lại chỉ ở như đấy nữa. Thế nhưng mà có phải là lúc nào nó cũng sẽ đạt được những cái như thế đâu. Ví dụ cái MV đầu tiên các bạn là 100 triệu view chẳng hạn, nhưng cái như sau ấy, nó không được 100 triệu nữa chẳng hạn, mình sẽ bị áp lực lắm.
mình sẽ bị cái áp lực 100 triệu đấy nó cứ đặt trên đầu này này, là mình phải làm 100 triệu. Đôi khi mình còn đánh mất đi nhiều cái thứ nữa ấy. Nó bị áp lực lắm. Cộng với đấy nữa kiểu dạng ở YouTube này nó re-up nhiều này. Những cái nội dung cách đây kiểu làm chúng nó ăn cắp nhiều ấy, chúng nó ăn cắp nội dung nhiều. Nó có một cái áp lực đấy. Nó áp lực lắm. Thế nên là cũng không khó hiểu đâu, nhưng mà đây là màn comeback rất là mạnh mẽ rồi. Còn re-up là cái kiểu dạng là các bạn biết re-up tức là sao? Là nhiều kênh ấy nó sẽ lấy video của các bạn về, sau đó là nó sẽ biến tấu lại, nó chỉnh sửa lại, nó biến tấu lại để nó dùng cái video đấy để nó up lên trên YouTube bằng chất xám của các bạn, sau đó là nó kiếm tiền. Ngày xưa ấy, bọn tôi làm ấy, bọn tôi không có re-up cái kiểu lấy những cái video của người khác đâu, mà tôi sẽ lấy những cái video phim thôi, như kiểu dạng là những cái phim đấy họ không có up ở trên YouTube, mình lấy những cái phim đấy ở những cái khác, những cái phim Trung Quốc hay phim Mỹ ấy. Xong mình lách luật, mình up lên trên. Đấy cũng là một cái hành động cái ăn cắp chất xám. Nhưng mình không ăn cắp kiểu những ở những kiểu những cái kênh mà người ta làm những cái video như này này, những cái MV nó chất lượng, đầu tư bài bản này này. Xong họ bê về, họ lấy một cái tên kênh, xong bắt đầu họ upload lên, họ kiếm view, kiếm tiền ấy. Đấy là một cái hành thức ăn cắp á. Kiểu vậy. Như kiểu của tôi bây giờ cũng có mấy cái kênh ấy, có lắm thằng ấy. Tôi làm mấy cái clip TikTok ấy, xong bắt đầu là nó cứ lấy clip TikTok của tôi về nhá, nó up lên trên YouTube ấy. Được nhiều view, nó toàn mấy trăm nghìn view không à. Nếu hiểu sao luôn, đấy tôi cũng bị kiểu dạng đấy, cũng gọi là kiểu dạng chúng nó ăn cắp ấy, nó re-up ấy. Mình đâu có kiểm soát được cái đó đâu. Mình cũng phải chịu á. Nói chung là một MV rất hay, không có gì để chê trách cho MV vừa rồi cả. Cảm nhận của tôi là quá hay. Chất lượng các bạn ạ.